Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 266. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 543. Kinh: Xá Lợi Phất, Hạ Phương Thế Giới, Hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Kinh: Xá Lợi Phất, thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, Hằng Hà Sa Số Chư Phật như thế. Ở đây nói đến Hạ Phương Thế Giới, Đức Thế Tôn nêu đại lược đức hiệu của sáu vị Phật. Danh hiệu của sáu vị Phật này biểu thị đại hạnh giáo hóa, phổ độ chúng sanh. Đó là sự nghiệp của Đại Bồ Tát. Nói thông thường, mức độ thấp nhất cũng là sơ địa Bồ Tát thì mới có thể gánh vác, giống như chư Phật Như Lai phổ độ chúng sanh. Đức hiệu của vị Phật thứ nhất là Sư Tử Phật, biểu thị pháp thân. Chúng ta thấy trong kinh thường gọi đệ tử của Đức Phật là Pháp Vương Tử. Đức Phật là Pháp Vương. Các vị pháp thân đại sĩ như vậy có thể kế thừa sự nghiệp hoằng hóa lợi sanh của Đức Phật. Thuyết pháp giống như Phật chẳng khác, nên gọi là Pháp Vương Tử. Trong lời chú giải, Liên Trì Đại Sư chú giải đã giải thích đại ý của danh hiệu như sau: Sớ, sư tử giả, như sư tử phục quần thú cố. Sớ, sư tử, như sư tử hàng phục các loài thú. Sư tử là vua trong loài thú. Sao, sư tử nhị nghĩa, nhất giả sư tử chúng thú trung vương, du hành vô úy, như Phật phàm thánh độc tôn, xuất nhập tam giới tự tại vô ngại cố. Nhị giả sư tử nhất hống, bách thú úy cụ, như Phật thuyết pháp, thiên ma ngoại đạo giai tính phục cố. Hữu vô ngũ chủng bố, cụ tứ vô úy giai sư tử nghĩa. Diễn, xuất nhập tam giới tự tại vô ngại giả, phàm phu nhập tam giới, vị sanh tử phược, bất đắc tự tại. Nhị thừa xuất tam giới, vị niết bàn phược, bất đắc tự tại. Phật bi trí song hành, vãng lai tự tại cố, sư tử nhất hống, bách thú úy cụ giả. Vĩnh gia vân, sư tử hống, vô úy thuyết, bách thú văn chi giai não liệt. Hương tượng bôn ba, thất khước oai, thiên long tịch thính sanh hân duyệt. Ngũ chủng bố giả, nhất bất hoạt, nhị ác danh, tam tử, tứ ác đạo, ngũ oai đức. Tứ vô úy giả, nhất nhất thiết trí vô úy, nhị lậu tận vô úy, tam quyết nghi vô úy, tứ thuyết khổ tận đạo vô úy.
Sao? Sư tử có hai nghĩa. Một, sư tử là vua trong các loài thú, dạo chơi không sợ hãi. Như Phật là bậc độc tôn trong phàm và thánh, ra vào ba cõi tự tại vô ngại. Hai, hễ sư tử rống lên, trăm loài thú kinh hãi. Như Đức Phật thuyết pháp, thiên ma ngoại đạo thảy đều tin phục. Lại chẳng có năm nỗi sợ, đủ bốn món vô úy. Những điều ấy đều là ý nghĩa của sư tử. Diễn: ra vào ba cõi tự tại vô ngại, phàm phu vào tam giới bị sanh tử trói buộc, chẳng được tự tại. Nhị thừa giải thoát tam giới, bị niết bàn trói buộc, chẳng tự tại. Phật thì bi và trí song hành, qua lại tam giới tự tại. Hệ sư tử rống lên, trăm loài thú đều kinh hãi. Ngài Vĩnh Gia nói: sư tử rống nói vô úy, trăm thú nghe tiếng đầu óc rúng nức, hương tự rảo dại, chân luống cuống, trời rồng yên lặng nghe, sanh lòng vui thích. Năm thứ sợ hãi là: một là chẳng sống được, hai là mang tiếng xấu, ba là chết, bốn là ác đạo, năm là kinh hãi trước oai đức của người khác. Bốn thứ vô úy là: một, nhất thiết trí vô úy; hai là lậu tận vô úy; ba là quyết nghi vô úy, tức đoạn trừ nghi hoặc chẳng sợ hãi; bốn là nói đạo hết khổ chẳng sợ hãi. Chẳng có năm thứ sợ hãi, trọn đủ bốn món vô úy, đều là biểu thị sư tử. Chúng ta nhìn từ ý nghĩa biểu thị pháp sẽ thấy trong lịch trình tu học của hàng Bồ Tát sẽ đạt tới một cảnh giới như vậy. Phần trước là hai thứ trí huệ, quyền trí và thực trí trọn đủ, bắt đầu lấy chuyện hóa độ chúng sanh làm chánh yếu. Hai trí chẳng hiện tiền thì lấy việc tự độ làm chánh yếu. Trí huệ đã viên mãn thì mới thực sự phát tâm giống như Địa Tạng Bồ Tát. Chính mình chưa thể đắc độ mà độ chúng sanh trước đã. Chính mình chưa thể đắc độ có nghĩa là thành Phật nhưng không thể hiện thành Phật. Chính mình thật sự còn chưa thành Phật mà đã độ chúng sanh trước, có năng lực hay không? Có năng lực, người ấy đã là Đăng Địa Bồ Tát, đương nhiên là có năng lực độ chúng sanh. Đấy gọi là Bồ Tát phát tâm, chẳng phải là hạng Bồ Tát bình phàm, cũng chẳng phải là hạng Pháp Thân Đại Sĩ thông thường, mà là Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiểu Bồ Tát thì không được, tự độ khẩn yếu hơn. Đại Bồ Tát thì được, chính mình đã đắc độ, chẳng qua là chưa viên mãn, thành Phật mới là viên mãn. Phát đại tâm giúp đỡ người khác trước đã, thầy Phật thuyết pháp. Pháp do vị ấy nói sẽ giống như do chính Đức Phật nói, vì vị ấy hết sức gần với địa vị đã thành Phật. Điều này có nghĩa là Bồ Tát từ thất địa hoặc bát địa trong viên giáo trở lên bèn đặt đến cảnh giới này. Hãy nên làm theo cách như vậy. Sớ, danh văn giả, thích nghĩa đồng tiền. Sao? Tiền danh văn quan, kim vô quan tự. Danh văn giả đức, quan giả dụ, tùy vô kỳ dụ, bất dị kỳ đức. Sớ, danh quan giả, danh như thật quan, vô sở bất bị, diệt khả tịnh xưng, dĩ danh hiển quan xí cố. Sao, như quan nghĩa đồng thượng, danh hiển giả như A-di-đà Phật, danh xưng phổ văn, thập phương tam thế, vô bất chi niệm cố, quan xí giả như A-di-đà Phật, quang minh phổ chiếu, thập phương tam thế, vô sở chướng ngại cố. Dịch nghĩa: sớ, danh văn, giải thích ý nghĩa giống như trong phần trước. Sao, phần trước là danh văn quang, danh hiệu của vị Phật trong phần này không có chữ quang. Danh văn là nói về đức, quang là tỷ dụ. Tuy không có tỷ dụ ấy, phẩm đức của hai vị Phật chẳng khác nhau. Sớ, danh quang, tiếng tâm như ánh mặt trời, không đâu chẳng soi thấu, cũng có thể cùng nói tới danh lẫn quang, vì danh tiếng rạng rỡ, quang minh chói ngời. Sao, quang có ý nghĩa như trên, danh tiếng rạng rỡ,
như A-di-đà Phật, mười phương ba đời không ai chẳng chiêm niệm. Quang minh chói ngời như A-di-đà Phật, quang minh chiếu khắp mười phương ba đời không gì chướng ngại được. Vị thứ hai là Danh Văn Phật. Nay chúng ta gọi danh văn là nổi tiếng. Bồ Tát có mức độ nổi tiếng rất cao, tiếng tâm vang dội. Nhắc tới Ngài chẳng ai không biết. Ví như Quán Thế Âm Bồ Tát, tiếng tâm rất lớn, chẳng có người học Phật nào mà không biết Quán Thế Âm Bồ Tát. Do vậy có thể biết, trong đoạn này, kinh nói đến sự phổ độ chúng sanh của hàng Bồ Tát, chính là nói đến những vị đẳng giác Bồ Tát, chẳng hạn như Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Di Lặc, Địa Tạng. Các ngài đều là đẳng giác Bồ Tát. Danh tiếng của những vị Bồ Tát đều được người trong hết thảy các cõi Phật, tầng hư không khắp pháp giới hay biết. Tiếng tâm của chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đều thật chí danh quy, nghĩa là thực chất đạt đến tột bậc nên tiếng tâm dồn về. Chắc chắn chẳng phải là hư danh. Danh xưng Phổ Văn cho thấy sự giáo hóa của Ngài có sức ảnh hưởng sâu rộng. Nhiều người ngưỡng mộ Bồ Tát, nhiều người vui thích theo Bồ Tát học tập. Đó là ý nghĩa thật sự được bao hàm trong danh hiệu của Đức Phật này. Sớ, Đạt Ma Giả, Thử Vân Pháp, Dị Kim Nhị Lợi. Sao, Pháp Giả, Quỷ Trì Nghĩa, Dĩ Pháp Quỷ Trì Kỷ Đức, Thành Kỷ Pháp Thân, Dĩ Pháp Quỷ Trì Tha Thân, Linh Chư Chúng Sanh Giải Chứng Pháp Thân Cố. Diễn, Quỷ Trì Nghĩa Giả, Nhược Lý, Pháp Tắc Năng Quỷ Sanh Vật Giải, Nhậm Trì Tự Tánh, Như Học Nhân Tùng Duyên Nhất Niệm, Đắc Ngộ Tự Tánh, Tức Thử Ngộ Do, Nải Tùng Tánh Quỷ Sanh, Phi Ngoại Đắc Cố. Nhược Giáo Hành Đẳng Pháp, Tắc Năng Quỷ Chánh Thân Tâm, Trì Linh Bất Thất Giả. Sớ, Đạt Ma, cõi này dịch là Pháp, cũng bao gồm hai điều lợi. Sao, Pháp có nghĩa là gò ép vào khuôn khổ, dùng Pháp để uốn nắn phẩm đức của chính mình, thành tựu Pháp thân cho chính mình, dùng Pháp để uốn nắn thân người khác, khiến cho các chúng sanh đều chứng Pháp thân. Diễn, có nghĩa là quỷ trì. Nếu xét theo lý thì Pháp có thể khiến cho người phân giữ Pháp sanh ra sự liễu giải đối với căn nguyên của vạn vật, mà chẳng làm mất đi tánh chất của bất cứ Pháp nào. Như kẻ học do một niệm mà ngộ tự tánh, tức là cội nguồn của cái ngộ ấy chính là nương vào tánh mà sanh, chẳng phải là có được từ bên ngoài. Như các Pháp giáo, hạnh vân vân có thể uốn nắn giữ gìn thân tâm chẳng để mất đi. Vị Phật kế tiếp là Đạt Ma Phật. Đạt Ma là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa Hán là Pháp. Vị này biểu thị đại Pháp nhất định là do sư thừa chư Phật, như vậy thì mới có thể nêu gương làm khuôn mẫu cho hết thảy chúng sanh. Ở đây chúng ta cũng có thể hiểu sâu hơn một tầng nữa. Bất luận là chính mình tu học hay bất luận là giáo hóa chúng sanh, đều phải y Pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển. Kinh điển nhiều lắm, rốt cuộc dùng loại kinh điển nào để giúp đỡ chúng sanh thì chúng sanh mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Trong ấy có mối quan hệ hết sức to lớn. Giống như bệnh nhân phát bệnh, phải dùng thuốc thì mới có thể trị lành bệnh. Chúng ta đến tiệm thuốc, thấy mấy ngàn loại, mấy vạn loại thuốc, phải chọn lựa loại thuốc nào thì mới có thể trị lành bệnh cho người ta. Nếu chúng ta chọn lầm thuốc, thuốc chẳng đúng chứng bệnh, không chỉ là chẳng thể chữa bệnh, mà nhất định lại còn ngược ngạo khiến cho bệnh nặng thêm, thậm chí hại chết người ta. Chúng ta có những kiến thức thông thường ấy, nhưng sơ sót. Kinh điển là Pháp dược. Kinh cũng thường sánh ví Đức Phật là Bậc Đại Y Vương. Pháp do Đức Phật đã nói chính là Pháp dược. Chúng sanh đều là bệnh nhân. Đức Phật thuyết Pháp, Đức Phật là một vị thầy thuốc hết sức cao minh, đáng tin cậy. Được Ngài chẩn đoán, hễ Ngài cắt thuốc, thuốc uống vào bệnh liền khỏi.
nghe Đức Phật thuyết pháp, chẳng có ai không khai ngộ, chẳng có ai không chứng quả, đều có thể đạt được lợi ích chân thật. Sau khi Đức Phật diệt độ, vị thầy thuốc ấy chẳng còn nữa, lưu lại tòa thuốc cả một đống lớn. Đại Tạng Kinh chính là tòa thuốc. Tòa thuốc nhiều ngần ấy, chúng ta mắc bệnh gì chính mình chẳng biết. Nếu uống thuốc bừa bãi chẳng thể lành bệnh được. Có nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ, người học Phật đông đảo, người khai ngộ ít ỏi, người chứng quả càng ít hơn. Phật Pháp đã truyền thừa hơn 3.000 năm. Chúng ta thấy trong xã hội hiện tiền, người học Phật không chỉ là chẳng có người chứng quả, mà người khai ngộ cũng là lông phượng sừng lân. Nguyên nhân ở chỗ nào? Nói thật ra chắc chắn là chẳng thể nói người trong đời này chẳng bằng cổ nhân. Nếu quý vị nói kiểu đó, tôi tuyệt đối chẳng thừa nhận. Tôi cảm thấy người hiện thời càng thông minh hơn người xưa. Nhưng vì sao thành tựu tu học của chúng ta thua kém cổ nhân? Chẳng có gì khác, là do uống sai thuốc. Nếu uống đúng thuốc, hiện thời chúng ta sẽ khai ngộ, chứng quả nhanh hơn cổ nhân. Thậm chí người hiện thời hiểu sai bề bét ý nghĩa trong kinh điển. Thật đấy, bài kệ khai kinh có câu: "Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa". Nay chúng ta hiểu sai ý nghĩa chân thật của Như Lai, không chỉ là xem kinh hiểu sai bét ý nghĩa, mà nghe giảng cũng thường hiểu lầm ý nghĩa. Những gì tôi nói ở đây, đợi một lát để người khác nhắc lại cho tôi nghe, hoàn toàn chẳng giống những gì tôi đã nói. Hiện diện ngay tại chỗ mà còn hiểu trật ý nghĩa. Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai khó quá. Khó ở chỗ chúng ta dụng tâm sai lầm. Chư Phật Bồ Tát sử dụng chân tâm, còn chúng ta dùng vọng tâm. Chư Phật Bồ Tát hoàn toàn chẳng có thành kiến. Chúng ta là tiên nhập vi chủ, nghĩa là những gì được tiếp xúc trước tiên sẽ đóng vai trò quyết định. Khó lắm. Tìm đến tận nguồn cội, gốc bệnh ở ngay chỗ này. Có bệnh đừng sợ. Sợ là chẳng gặp được thầy thuốc giỏi. Gặp được thầy thuốc giỏi, bèn sợ là chẳng thể tín nhiệm ông ta. Nếu vậy thì bó tay mất rồi. Chúng ta nhận biết chính mình có bệnh, gặp gỡ Phật Pháp, đó là thầy thuốc giỏi. Điều mấu chốt là chúng ta có thể tin tưởng hay không, có thể chọn lựa hay không. Sự chọn lựa có mối quan hệ lớn nhất. Trong vô lượng pháp môn, rốt cuộc chúng ta chọn lựa pháp môn nào? Chúng ta chẳng có trí huệ, chẳng có năng lực, cũng chẳng gặp gỡ thiện tri thức. Trong trạng huống ấy làm như thế nào đây? Phật Bồ Tát đã sớm biết những sự tao ngộ và hoàn cảnh của chúng ta. Từ 3.000 năm trước, Đức Thế Tôn đã chọn sẵn cho chúng ta. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật nói: "Thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu". Trong 1.000 năm đầu tiên sau khi Đức Phật diệt độ, trì giới có thể thành tựu. Thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu. 1.000 năm thứ hai sau khi Đức Phật diệt độ, chỉ trì giới sẽ chẳng thể thành tựu, phải tu định. Phật giáo được truyền sang Trung Hoa nhằm thời kỳ đầu của thời tượng pháp. Vì thế, thiền tông Trung Hoa hết sức phát triển, hoàn toàn tương ứng với lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ ba, thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Mạt pháp gồm 1 vạn năm, đó là lòng từ bi triệt để của Đức Thế Tôn. Sau khi lão nhân gia diệt độ, lìa khỏi thế giới này, người học Phật hãy nên chọn lựa pháp môn như thế nào? Ngài đã chỉ dẫn cho chúng ta một con đường. Này chúng ta sinh nhầm thời kỳ mạt pháp, nếu chẳng chọn lựa tịnh độ, tức là đã vi phạm giáo huấn của Đức Phật. Đức Phật bảo chúng ta chọn lựa tịnh độ. Chúng ta khăng khăng muốn chọn thiền hoặc chọn pháp khác, pháp ấy chẳng khế cơ, trách nhiệm ấy do chính mình gánh vác, Đức Phật chẳng chịu trách nhiệm. Chúng ta sanh trong thời kỳ mạt pháp, tuân thủ giáo huấn của Đức Phật, chọn lựa pháp môn này, há có sai lầm? Đối với kinh điển Tịnh Tông, Đạt Ma được nói ở đây là nói về kinh điển Tịnh Độ. Nguyên bản kinh điển Tịnh Độ chỉ có 3 kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật dạy. Thứ tự của 3 kinh là: 1. Thoạt đầu, Đức Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ,
giới thiệu tường tận Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế, Kinh Vô Lượng Thọ là khái luận của Tịnh Độ, lại còn được tuyên giảng nhiều lần. Chúng ta phải đặc biệt coi trọng điều này. Vì thuở Đức Thế Tôn tại thế giảng kinh, mỗi bộ kinh chỉ giảng một lần, chẳng trùng lập. Chỉ riêng Kinh Vô Lượng Thọ được giảng trùng lập rất nhiều lần. Căn cứ trên các bản dịch còn giữ được hiện thời, hiện nay trong Đại Tạng Kinh có 5 loại bản dịch gốc. Cổ Đức đã so sánh cặn kẽ phát hiện, tối thiểu là có 3 bản tiếng Phạn bất đồng. Nói cách khác, tối thiểu là Đức Phật giảng kinh này 3 lượt. Trong hội Phương Đẳng, Đức Phật giảng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh và Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Đại Bảo Tích, hội Vô Lượng Thọ Như Lai, Đức Phật lại đặc biệt giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ. Xác thực là đã chứng minh, thuở tại thế, Đức Phật đã nhiều lần tuyên giảng kinh này. Theo mục lục trong Kinh Tạng, Kinh Vô Lượng Thọ có tất cả 12 loại bản dịch. Này chỉ còn lưu lại 5 loại, 7 loại đã thất truyền. Nếu 7 loại kia đều còn, lại so sánh, có thể là còn phát hiện có những văn bản khác với 3 loại phạn bản ấy. Điều này chứng tỏ Đức Phật đã nói kinh ấy rất nhiều lần. Trong một đời, Đức Phật đã nói pháp môn này rất nhiều lần. Pháp môn này đặc biệt trọng yếu, đặc biệt khế cơ, nên Ngài mới tuyên nói nhiều lượt. 2. Tiếp đó, Ngài lại nói kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, chuyên môn dạy chúng ta phương pháp vãng sanh Tịnh Độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói đơn giản, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói cặn kẽ. Quý vị hành theo cách như thế nào? Quán kinh dạy chúng ta lý luận, phương pháp tu hành và nhân quả của chính phẩm vãng sanh. 3. Cuối cùng, Đức Phật nói kinh A Di Đà, khuyên chúng ta phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Trong bộ kinh này, Đức Phật 3 lượt khuyên chúng ta ưng đương phát nguyện cầu sanh Bỉ Quốc, nghĩa là hãy nên phát nguyện cầu sanh về cõi ấy. Một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần, rát miệng buốt lòng khuyên bảo, khích lệ chúng ta. Hợp ba kinh lại để xem, sẽ thấy đó là tâm bi triệt để của Đức Thế Tôn, khiến cho hết thảy chúng sanh được viên thành Phật đạo ngay trong một đời này. Chỉ riêng pháp môn này lại còn hết sức khế hợp căn cơ của chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Pháp vận của Đức Phật là 12.000 năm, nay đã qua 3.000 năm, còn có 9.000 năm nữa. Kinh Pháp Diệt Tận dạy, trong tương lai, khi Phật Pháp đều diệt, tất cả các kinh điển đều chẳng còn nữa, Kinh Vô Lượng Thọ còn tồn tại. Kinh Vô Lượng Thọ diệt cuối cùng, nó sẽ còn tồn tại thêm 100 năm. Sau 100 năm ấy, Kinh Vô Lượng Thọ cũng chẳng có, nhưng hãy còn có một câu Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ ấy lưu lại trong thế gian. Người hữu duyên, người thiện căn sâu dày, gặp câu danh hiệu này mà có thể chuyên trì thì cũng có thể vãng sanh. Có thể thấy là pháp môn này thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nói tới chuyện chọn lựa pháp môn, chúng ta chọn lựa pháp môn Tịnh Tông. Kinh điển để y cứ chính là Tịnh Độ Tam Kinh. Về sau, cư sĩ Ngụy Nguyên là người sống trong niên hiệu Hàm Phong đời Thanh, đã ghép Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm vào sau ba kinh, gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Vào đầu thời Dân Quốc, Ấn Quang Đại Sư đã ghép chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm vào sau bốn kinh, gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Đến đây có thể nói là kinh điển Tịnh Tông đã thật sự viên mãn. Này chúng ta tuân thủ giáo nghĩa trong năm kinh, chiếu theo giáo huấn trong kinh điển để tu hành, chắc chắn chẳng sai lầm. Nương vào Tịnh Độ Ngũ Kinh để khuyên dạy hết thảy chúng sanh, sẽ chẳng khác gì chư Phật tiếp dẫn đại chúng. Huống hồ pháp môn này được mười phương hết thảy chư Phật Như Lai tán thán giới thiệu, lấy đâu ra sai lầm? Chúng ta giới thiệu kinh điển khác cho chúng sanh, thưa cùng chư vị, quý vị phải cẩn thận, phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả. Thật đúng như người ta ngã bệnh, nếu quý vị giới thiệu thuốc cho người ấy, người ấy uống vào lành bệnh, kẻ ấy rất cảm tạ quý vị. Nếu họ uống vào chết ngắt, quý vị cũng lãnh phần trách nhiệm.
giới thiệu một toa thuốc khác, chúng ta chẳng nắm chắc. Nay chúng ta chẳng có năng lực ấy, chẳng có trí huệ để quan sát căn cơ. Nói cách khác, chẳng thông thạo dược tánh cho lắm, bèn không dám dùng, cũng chẳng dám tùy tiện giới thiệu với người khác. Uống thuốc tịnh độ này tốt lắm, bất luận bệnh gì cũng trị được, sau khi dùng chắc chắn là chẳng có tác dụng phụ. Do vậy, an tâm lớn mật, ổn thỏa, thích đáng mà sử dụng. Bản thân chúng ta dùng, đạt được lợi ích, bèn cũng giới thiệu với người khác, quyết định là sẽ chẳng sai lầm. Đạt Ma Phật biểu thị cho ý nghĩa này. Sớ, pháp tràng giả, pháp như tràng cố. Sao, pháp như tràng giả, Phật pháp cao hiển, nhân thiên ngưỡng chi vi tông, tà ngoại vòng chi nhi phục, tường như tiền văn vô lượng tràng nghĩa. Sớ, pháp tràng, nghĩa là pháp giống như tràng. Sao, pháp như tràng, Phật pháp cao hiển, trời người ngưỡng mộ tôn sùng, tà ma ngoại đạo vừa thấy bèn khuất phục. Giải thích tường tận ý nghĩa thì như trong phần nói về vô lượng tràng trong phần trước. Vị Phật kế tiếp là pháp tràng Phật, biểu thị sự kiến lập pháp tràng. Cổ nhân nói, dựng pháp tràng lập tông chỉ, ban bố lợi ích cho chúng sanh. Tràng là cờ xí, Phật pháp kiến lập pháp tràng, nói theo cách hiện thời sẽ là kiến lập chế độ, tức quy chế trong đạo tràng. Quan trọng nhất là đạo phong và học phong. Học phong là nói họ căn cứ theo lý luận và cảnh giới đã được giảng trong những bộ kinh điển nào đó. Đạo phong là nói tới phương pháp và thành quả tu hành. Chúng ta thường nói giải hạnh tương ứng, giải là học, hạnh là đạo. Kiến lập tông chỉ như vậy có thể đề xướng rộng rãi Phật pháp, hoằng dương rạng rỡ Phật pháp, lợi ích hết thảy chúng sanh, giúp chư Phật Như Lai giáo hóa hết thảy chúng sanh. Sớ, trì pháp giả nhị nghĩa. Nhất giả chấp trung danh trì, nhị giả chấp thủ danh trì. Sao, chấp trung giả bất đọa khửu biên, bất đọa vô biên, thiện trì trung đạo diệu pháp cố. Chấp thủ giả trì thử diệu pháp, lưu thông tam thế, sự bất đoạn tuyệt cố. Sớ, trì pháp có hai nghĩa. Một là chấp trung bèn gọi là trì. Hai là chấp thủ bèn gọi là trì. Sao, chấp trung là chẳng rớt vào bên có, chẳng rớt vào bên không, khéo giữ diệu pháp trung đạo. Chấp thủ là giữ diệu pháp ấy, lưu thông ba đời khiến chẳng đoạn tuyệt. Vị cuối cùng là trì pháp Phật, biểu thị y giáo phụng hành, thật thà niệm Phật. Danh hiệu của vị Phật này hiển thị để đề cao rộng rãi Phật pháp, hồng lợi ích hết thảy chúng sanh, hãy nên dùng phương thức gì? Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải trì pháp, nghĩa là chúng ta học hiểu do nương theo năm kinh một luận. Đạo phong phải thực hiện bằng thật thà niệm Phật. Chúng ta hành trì là chuyên tín, chuyên nguyện, chuyên trì danh hiệu, đó gọi là thật thà niệm Phật, đó là đúng. So với chư Phật giáo hóa chúng sanh sẽ chẳng hai chẳng khác. Thời cổ chúng ta gọi bậc đại đức Hoằng Pháp là pháp sư, gọi bậc phiên dịch kinh điển là Tam Tạng pháp sư, vì ngài thông đạt Tam Tạng. Người truyền thừa Thiền tông được gọi là Thiền sư, người chỉ dạy giới luật được gọi là Luật sư, gọi thầy của hoàng đế là Quốc sư. Chỉ có tổ sư của Tịnh Độ tông được người ta tôn xưng là Đại sư. Đại sư tiếng để gọi Phật. Hàng đẳng giác Bồ Tát đều chẳng thể gánh vác cách xưng hô này. Bồ Tát được gọi là Đại sĩ, ví dụ như Quán Âm Đại sĩ. Hiện thời có những kẻ tự xưng là Đại sư, quá đáng, dẫu được người khác tôn kính mà gọi như vậy, vẫn chẳng thể đảm trách được. Ví như quý vị chưa học tới trung học, người ta hễ gặp mặt bèn gọi quý vị là tiến sĩ tiên sinh, có phải là chửi người ta hay không? Chúng ta là kẻ xuất gia bình phàm, người ta gặp mặt bèn gọi là đại sư này nọ, có ý vị đấy, chửi bới người ta. Danh và thực cách biệt quá xa. Vì sao có thể gọi tổ sư của Tịnh Độ tông là đại sư?
vì pháp môn bậc nhất để chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh là khuyên họ niệm Phật, vì chúng sanh giới thiệu ba kinh. Tịnh Tông Tổ Sư cũng giảng giải ba kinh, cũng khuyên người khác niệm Phật, chẳng sai khác chư Phật Như Lai cho mấy. Do đó, người đời sau tôn xưng các ngài là Đại Sư. Nhưng chư vị phải ghi nhớ, các ngài được người đời sau tôn xưng chẳng phải là thuở sanh tiền tại thế. Nếu thuở tại thế mà có người gọi các ngài như vậy, thì các vị ấy nhất định sẽ quở trách, sẽ nổi nóng. Tôn xưng các ngài là Đại Sư chính là nói Tổ Sư Tịnh Độ Tông tự hành, hóa tha đều chẳng hay, chẳng khác chư Phật Như Lai. Đoạn kế tiếp: Sớ, xứng lý, tắc tự tánh, trắc chi di thâm bất khả tận, thị hạ phương hằng sa Phật nghĩa. Sao, văn thù thủ bát, diêu thùy hữu thủ quá hạ phương tứ thập nhị hằng hà sa thế giới. Kim vị cánh quá, hạ phương bất khả thuyết hằng hà sa thế giới, cầu ưu tự tánh. Thí như trì can thám hải, dục cùng kỳ để, chung bất khả đắc. Sớ, xứng lý thì tự tánh, nếu thăm dò, sẽ thấy sâu xa chẳng thể cùng tận. Đó là ý nghĩa của phương dưới có hằng sa Phật. Sao, ngài văn thù cầm bát, thõng tay phải, qua khỏi 42 hằng hà sa thế giới ở phương dưới. Nay lại nói qua khỏi bất khả thuyết hằng hà sa thế giới ở phương dưới để cầu tự tánh. Ví như cầm sào thăm dò biển, mong thấu tận đáy, trọn chẳng thể được. Liên Trì Đại Sư chú giải sớ sao, dụng tâm hết sức khổ sở, vì trong thời đại của lão nhân gia, Tịnh Tông đã suy vi tới tận cùng. Những kẻ bình phàm trong xã hội đều coi thường Tịnh Tông. Pháp môn thù thắng và kinh điển bậc nhất trong Phật môn như thế mà chẳng có ai biết, không có ai nhận thức, cứ một mực tham thiền. Thuở ấy, Thiền Tông cực thịnh. Sự hưng thịnh ấy là gì? Là hưng thịnh ngoài mặt, bề ngoài rất hưng vượng, người học đông đảo, người thực sự khai ngộ rất ít. Không chỉ là ít kẻ khai ngộ, mà người đắc định cũng ít. Nếu lão nhân gia khuyên những kẻ ấy học theo Tịnh Độ niệm Phật, mọi người chẳng thể tiếp nhận. Vì thế, để quảng dương Tịnh Độ Tông, trong bộ Sớ Sao trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm chiếm từ 1/3 dung lượng sách Sớ Sao trở lên. Mục đích là dùng Hoa Nghiêm để đề cao Tịnh Tông, khiến cho mọi người có thể tin tưởng. Bởi lẽ, đệ tử Phật chẳng có ai không tôn trọng Hoa Nghiêm. Tổ Liên Trì dùng Hoa Nghiêm để giải thích Kinh Di Đà. Cuối cùng là xứng tánh, tức là hội quy tự tánh, quy vào Thiền Tông. Nói rõ, tịnh và thiền là một, không hai. Niệm Phật chẳng lìa khỏi tự tánh. Xứng lý là xứng tánh. Tự tánh trắc chi di thâm bất khả tận, nghĩa là thăm dò tự tánh sẽ thấy sâu xa chẳng thể cùng tận. Vì hạ phương là nói đến sự sâu xa, chẳng có đáy, mang ý nghĩa này. Nói theo sự hiển thị, nơi sự thì chư Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh chẳng có cùng tận, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Kinh: Các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn. Nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Kinh: Mỗi vị đều ở nước mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi hãy nên tin kinh, ca ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Chúng ta lại xem đoạn kinh văn kế tiếp. Lục Thượng Phương. Kinh: Xá Lợi Phất, Thượng Phương thế giới, hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diện Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa La Thụ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Sáu phương trên. Kinh: Xá Lợi Phất,
phía trên thế giới có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa La Thụ Vương Phật, Bửu Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Hằng Hà Sa Số Chư Phật như thế. Đoạn kinh văn này là tổng kết của cả một đoạn lớn, phần sáu phương Phật tán thán, nêu ra tích hiệu của 10 vị Phật. 10 biểu thị sự viên mãn, biểu thị pháp môn này là pháp môn đại viên mãn. Chư Phật trong mỗi phương nhiều vô lượng vô biên hằng hà sa số. Đức Phật chỉ nêu ra mấy vị đại diện, nêu tên mấy vị ấy nhất định là có dụng ý đặc biệt, chắc chắn chẳng phải là nói tùy tiện, nhất định là có ý nghĩa biểu thị pháp. Chúng ta chú trọng quan sát từ góc độ này, quả nhiên chẳng sai. Sáu phương Phật là quá trình theo thứ tự kể từ khi chúng ta sơ phát tâm mãi cho đến khi chứng vô thượng bồ đề. Từ các danh hiệu ấy, chúng ta có thể thấy chẳng khác gì 53 lần tham học ở cuối Kinh Hoa Nghiêm. 53 lần tham học là nói rõ rệt. Phật hiệu được sử dụng ở đây ngầm phù hợp ý nghĩa ấy. Mật thuyết đấy nhé. Vị Phật đầu tiên trong thượng phương thế giới là Sớ Phạm Âm Phật. Phật âm thanh tịnh, vô tạp nhiễm cố. Sớ Phạm Âm, tức âm thanh của Phật thanh tịnh, vì chẳng có tạp nhiễm. Phạm có nghĩa là thanh tịnh. Tạp nhiễm chỉ điều gì? Chỉ tâm địa. Tâm tạp nhiễm, thân và ngữ sẽ chẳng thanh tịnh. Nếu tâm thanh tịnh, thân bèn thanh tịnh, ngữ cũng thanh tịnh, ba nghiệp đều thanh tịnh. Ở đây, Ngài nói đến ý nghĩa trọng yếu là thuyết pháp thanh tịnh. Nếu muốn đạt tới thuyết pháp thanh tịnh, nhất định là tâm địa chẳng nhiễm đắm. Giống như Lục Tổ Đại Sư đã nói, vốn chẳng có một Phật nơi nào nhuốm bụi bặm. Bụi bặm là tượng trưng cho nhiễm trước, nhất định phải đạt được thanh tịnh, bình đẳng từ bi, âm thanh bèn thanh tịnh. Sao vô tạp nhiễm giả, dư thừa thuyết pháp, thì phi tạp nhiễm nhi bất thanh tịnh. Kim Phật duy dĩ nhất thừa pháp, hóa đạo sư quần sanh, sở vị thuần nhất bất tạp, cụ túc thanh bạch phạm hạnh chi tướng, cố danh Phạm Âm. Diễn dư thừa thuyết pháp, thị phi tạp nhiễm giả, luân vương thuyết giới thiện, đế thích thuyết xuất dục, thật hữu thiện đương hành, hữu ác đương chỉ, nhị thừa thuyết tứ đế, thập nhị nhân duyên pháp, diệt thật hữu sanh tử khả yếm, niết bàn khả hưng, giai tạp vô minh chi nhiễm, nhi bất thanh tịnh, nhược Phật thuyết nhất thừa chi pháp, tắc nhiễm ô, thanh tịnh, tổng thuộc không hoa, sanh tử, niết bàn vô phi mộng huyễn, duy thử nhất sự thật. Dư nhị tắc phi chân, sở vị thuần nhất bất tạp, cụ túc thanh bạch phạm hạnh chi tướng giả. Sao chẳng có tạp nhiễm, các thừa khác thuyết pháp thì là tạp nhiễm, chẳng thanh tịnh. Này Đức Phật chỉ dùng pháp nhất thừa hóa độ, chỉ dạy các chúng sanh, đó gọi là tướng phạm hạnh thuần nhất, chẳng tạp, trọn đủ thanh bạch, vì thế gọi là Phạm Âm. Diễn các thừa khác thuyết pháp thì là tạp nhiễm. Luân Vương nói giới thiện, Đế Thích nói đi dục, thật sự có thiện nên hành, có ác nên dứt. Nhị thừa nói pháp tứ đế, 12 nhân duyên, cũng là thật sự có, sanh tử đáng chán, niết bàn đáng ưa, đều là tạp nhiễm vô minh, chẳng thanh tịnh. Nếu Đức Phật nói pháp nhất thừa, thì nhiễm ô và thanh tịnh đều là hoa đốm trên hư không, sanh tử và niết bàn không gì chẳng phải là mộng huyễn, chỉ có một sự thật ấy. Những thứ khác hễ có hai thì là chẳng thật, đó gọi là tướng phạm hạnh thuần nhất chẳng tạp, trọn đủ thanh bạch. Nói theo tánh, tức chân tánh, bản tánh thanh tịnh vô nhiễm. Nói theo tướng, so giữa đại thừa và tiểu thừa, thì tiểu thừa là tạp nhiễm, đại thừa là thanh tịnh. So giữa đại thừa và thiền, thì thiền thanh tịnh, đại thừa tạp nhiễm. So giữa thiền và tịnh độ, thiền chẳng thanh tịnh,
Tịnh tông thuần tịnh vô nhiễm. Phạm Âm, tức vị Phật thứ nhất, biểu thị tổng cương lãnh, tự hành, hóa độ người khác. Bình thường chúng ta niệm câu Phật hiệu này, phải dùng cái tâm thanh tịnh để niệm, dùng tâm bình đẳng để niệm, đó là tự hành. Nếu còn kèm thêm cái tâm đại từ bi để niệm, đó là hóa tha. Tự hành và hóa tha là một câu Phật hiệu này, đấy là Phạm Âm. Vị thứ hai, Sớ Tú Vương Giả, Nhất Vân Nguyệt vì Tú Vương, Nhất Vân tức Tú Trung Vương, như Bắc Thần Cố, nhị nghĩa giai đắc. Sao? Nguyệt vì Tú Vương, sở vị vạn điểm tinh quang, bất như cô nguyệt. Nguyệt phi tinh loại, dụ Phật phi đại giác, giác phi mê loại, thắng nhất thiết cố, tức Tú Trung Vương Giả. Luận ngữ vân, thí như Bắc Thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh cũng chi. Ngôn Bắc thuần tú loại, xuất nhi hồ kỳ loại, dụ Phật tức chúng sanh, xuất hồ chúng sanh. Dĩ sanh sở quy y cố, giai tác giả. Nhất dĩ tinh nguyệt đối hiển xưng vương, nhất tự tinh trung độc thắng xưng vương. Kim ngôn Phật tại dị loại trung vương, Phật tại đồng loại trung vương, cố giai đắc giả. Diễn, giác phi mê loại giả, phàm phu tam đế câu mê, nhị thừa bất mê, chân nhi mê tục. Bồ Tát bất mê chân, tục nhi mê trung, Phật nải tam đế tề giác, siêu cựu giới chúng sanh cố, Phật tức chúng sanh giả. Nhược y sanh Phật đối thuyết, tắc cựu giới vi sanh, Phật nải đại giác, kim ngôn Phật tức chúng sanh giả. Kinh vân: chúng sanh vô thượng giả Phật thị, tắc Phật nải vô thượng chúng sanh giả, Phật tại dị loại giả, đối cửu giới vân, Phật vi dị loại, nhược thập giới giai đắc, tắc Phật vi đồng loại giả. Dịch nghĩa: Sớ Tú Vương, một nghĩa là mặt trăng, là vua trong các ngôi sao. Nghĩa thứ hai là vua trong các tinh tú, như sao Bắc Thần vậy. Hiểu theo cả hai nghĩa đều được. Sao? Mặt trăng là vua trong các ngôi sao, ý nói ánh sáng của muôn vàn đốm sao chẳng bằng một phần trăng lẻ loi. Trăng chẳng cùng loại với sao, ví như Phật là bậc đại giác, do giác nên chẳng thuộc loại mê, thù thắng hơn hết thảy, là vua trong các tinh tú. Sách luận ngữ viết: ví như sao Bắc Thần ngự ở nơi đâu, các ngôi sao khác đều chầu về. Ý nói Bắc Thần thuộc loại tinh tú, nhưng vượt trội các tinh tú. Ví như Phật chính là chúng sanh mà vượt trội chúng sanh, là chỗ để chúng sanh quy y. Đều được. Một đằng là so sánh mặt trăng rạng rỡ hơn các ngôi sao mà nói là vua, một đằng là do mặt trăng thù thắng độc nhất trong các ngôi sao nên gọi là vua. Này nói, Phật ở trong dị loại bèn là vua trong dị loại, Phật ở trong đồng loại bèn là vua của đồng loại. Vì thế, nói theo cả hai kiểu đều được. Diễn, giác thì chẳng thuộc loại mê, phàm phu đối với tam đế đều mê, nhị thừa mê chân chẳng mê tục, Bồ Tát chẳng mê chân và tục, nhưng mê trung. Phật là tam đế đều giác, siêu việt chúng sanh trong chính pháp giới. Phật chính là chúng sanh. Nếu nói so sánh giữa chúng sanh và Phật, thì chính pháp giới là chúng sanh, Phật là bậc đại giác. Này nói, Phật chính là chúng sanh. Kinh dạy, bậc vô thượng trong chúng sanh là Phật, tức là so trong các chúng sanh thì Phật là vô thượng. Phật ở trong dị loại là nói theo chính pháp giới, Phật là dị loại. Nếu coi 10 pháp giới đều là chúng sanh, Phật là đồng loại. Tú là tinh tú, Tú Vương Phật biểu thị đại thừa Phật pháp, là đường tắt để thành Phật. Sánh ví vô lượng pháp môn của Phật giống như ánh sáng của hết thảy các ngôi sao. Các pháp môn của Phật đều là quang minh, trong các quang minh thì quang minh của pháp nào lớn nhất? Tú Vương là đại thừa. So giữa đại thừa và tiểu thừa thì đại thừa trí huệ cao, quang minh lớn. Tú Vương Phật biểu thị pháp môn đại thừa. Đại thừa là con đường tắt để thành Phật. Giữa đại thừa và tiểu thừa
quan niệm và sự tu hành đều khác nhau. Tiểu thừa bảo thủ, quý vị nói cho họ nghe pháp đại thừa, họ chẳng thể tiếp nhận, cho đó là cuồng vọng, chẳng thể tu hành. Thời đại hiện tại là dân chủ, tự do, cởi mở, thích hợp đại thừa Phật pháp. Nay dùng pháp tiểu thừa để dạy chúng sanh, họ chẳng thể tiếp nhận. Họ sẽ chê là quá khô khan, quá bó buộc. Trong Phật pháp, khế lý là điều trọng yếu, nhưng khế cơ cũng chẳng thể sơ sót. Phải xét căn tánh, phải xem hoàn cảnh sống và hình thái ý thức của họ. Chúng ta nhìn về tương lai, 10 năm sau, toàn thế giới tiến nhập thời đại điện toán. Phương thức sống của chúng ta sẽ biến đổi rất lớn. Phật pháp là giáo dục trí huệ, là giáo học trí huệ, tuyệt đối chẳng bị đào thải bởi thời đại. Trong bất cứ thời đại nào, nó cũng đều có thể phát huy trí huệ cao độ, có thể khiến cho hết thảy chúng sanh viên thành Phật đạo. Vị Phật thứ ba: Sớ hương thượng giả, Phật thánh trung thánh, như hương trung hương, tối thượng vô tỷ cố. Sao hương trung hương giả, như chiên đàn hương, vân thử hương lục thù, giá trị tam thiên đại thiên thế giới, hữu vân thử hương nhất phần, tứ thập lý ngoại, vô bất văn giả. Thị hương chi tối thượng giả giả, Phật chứng ngũ phần pháp thân chi hương, kỳ hương phổ quân vô lượng thế giới, nhất thiết nhân thiên tu la ngoại đạo, nhị thừa chi hương, vô năng cập giả, cố viết hương thượng. Diễn ngũ phần pháp thân thông đại tiểu thừa, kim phân ngũ phần nải đại thừa, chuyển ngũ ấm thân tâm, đắc ngũ phần pháp thân, nhất thiết nhân thiên tu la ngoại đạo, nhị thừa chi hương giả, nhân thiên hữu giới thiện hương, tu la hữu hạ phẩm thập thiện hương, ngoại đạo diệt hữu tà định tà huệ chi hương, nhị thừa hữu giới định huệ giải thoát tri kiến hương. Sớ hương thượng, Phật là bậc thánh của các thánh, giống như hương bậc nhất trong các loại hương, tối thượng khôn sánh. Sao hương bậc nhất trong các loại hương, như hương chiên đàn. Kinh nói, sáu thù của hương ấy giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Lại nói, hương ấy vừa đốt lên, ngoài 40 dặm, không ai chẳng ngửi thấy mùi. Đó là loại hương tối thượng vậy. Đức Phật chứng 5 phần pháp thân hương, hương ấy xông khắp vô lượng thế giới. Hết thảy hương của người, trời, tu la, ngoại đạo, nhị thừa chẳng thể sánh bằng, vì vậy gọi là hương thượng. Diễn 5 phần pháp thân chung cho đại thừa lẫn tiểu thừa. Này nói 5 phần, chính là đại thừa do chuyển thân tâm ngũ ấm mà được 5 phần pháp thân. Hết thảy các loại hương của người, trời, tu la, ngoại đạo, nhị thừa. Người và trời có hương giới thiện, tu la có hương hạ phẩm thập thiện, ngoại đạo cũng có hương tà định tà huệ, nhị thừa có hương giới định huệ giải thoát tri kiến hương. Phần chú giải tức phần sau đề cập ngũ phận pháp thân hương, vị Phật này biểu thị thiền tông. Đại thừa là đường tắt, thiền tông là đường tắt nhất trong các con đường tắt, nên gọi là kính trung kính, tức đường tắt nhất trong các con đường tắt. Thế mà đường tắt ấy lại còn có một con đường nhanh tắt hơn nữa, nên bảo là hữu kính, tức lại tắt hơn. Được biểu thị bằng vị Phật kế tiếp là hương quang Phật. Vị Phật thứ tư: Sớ hương quang giả, kỳ hương phát quang như đoạn trí nhị đức cố. Diễn đoạn trí nhị đức giả, Như Lai quả thượng hữu trí đoạn ân tam đức, kim lược ân đức giả. Sao đoạn đức giả, hương năng tỳ ác, hữu diệt uế nghĩa, chư ác tịnh tận, danh chi vi hương, trí đức giả, quang năng phá ám, hữu trí huệ nghĩa, linh minh quảng chiếu, danh chi vi quang, hữu thường hương chỉ bị tỵ, căn hương trung phát quang, kim bị nhãn căn, dù thanh văn chỉ năng diệt ác, hữu thể vô dụng, Phật diệt chư ác, năng cụ chư thiện, cụ túc đoạn trí, như hương quang giả. Diễn chỉ năng diệt ác,
hữu thể vô dụng giả, thành văn tuy đoạn phiền não chứng niết bàn, bất khả tùng không xuất giả, quảng độn chúng sanh đảng dụng giả. Phật tắc nội đoạn phiền não, cụ công đức chi hương, ngoại độ chúng sanh, xuất đại dụng chi quang, thể dụng song chương giả. Dịch nghĩa: sớ hương quang, hương ấy tỏa sáng như hai đức đoạn và trí. Diễn: hai đức đoạn và trí, nơi quả địa Như Lai có ba đức là đoạn, trí và ân, này tỉnh lược ân đức. Sao: đoạn đức, nhờ hương có thể tránh được mùi hôi thối, nên hương có ý nghĩa diệt uế, hết sạch các điều ác thì gọi là hương. Trí đức, ánh sáng có thể trừ tối tâm, có ý nghĩa trí huệ, linh thông, sáng suốt, chiếu rộng rãi, nên gọi là quang. Lại nữa, hương bình thường chỉ có thể tương ứng với tỷ căn. Trong hương tỏa sáng, tức kèm thêm tác dụng tương ứng với nhãn căn. Ví như thanh văn chỉ có thể diệt ác, có thể mà không có dụng. Phật diệt các ác, có thể trọn đủ các điều thiện, trọn đủ đoạn đức và trí đức như hương quang vậy. Diễn: chỉ có thể diệt ác, có thể mà không có dụng. Thanh văn tuy đoạn phiền não chứng niết bàn, chẳng thể từ không xuất hiện giả để rộng độ chúng sanh, chỉ có năm phần pháp thân hương, chẳng có quang minh khởi tác dụng lớn lao, nên là có thể mà không có dụng. Phật thì trong là đoạn phiền não, trọn đủ hương công đức, ngoài là độ chúng sanh, phát ra quang minh đại dụng, thể và dụng cùng tỏ lộ. Hương quang biểu thị tịnh. Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương có nói: hương quang trang nghiêm. Từ xưa tới nay có rất nhiều đạo tràng tu hành, nếu đặt tên là hương quang thất, hoặc có hai chữ hương quang, ta biết đạo tràng ấy tu pháp môn niệm Phật. Hương quang Phật biểu thị pháp môn niệm Phật. Hương quang trang nghiêm là đường tắt hơn con đường tắt nhất trong các con đường tắt, là con đường gần nhất để thành Phật. Không chỉ là gần nhất, mà lại còn là con đường ổn thỏa, thích đáng nhất. Thiền cố nhiên là con đường gần, nhưng chưa chắc đã ổn thỏa, thích đáng. Lý do thứ nhất, để tu thiền, ắt phải là căn cơ thượng thượng. Lục tổ độ người căn cơ thượng thượng, chẳng phải là kẻ thượng thượng căn sẽ chẳng thích hợp học pháp môn ấy. Thứ hai, trong thiền có rất nhiều ma sự. 50 loại ấm ma được nói trong Kinh Lăng Nghiêm đều là cảnh giới trong thiền định. Cổ nhân nói pháp môn niệm Phật đơn giản nhất, dễ dàng nhất, ổn thỏa thích đáng nhất, viên nhất, đốn nhất, tức là đã tán thán pháp môn này đến cùng cực. Vị Phật thứ năm, sớ, đại diệm kiên giả, thích nghĩa đồng tiền. Sao, diệm kiên chỉ dành lũ xuất, chánh diệu Phật đồng danh hiệu, vô lượng vô biên cố. Sớ đại diện kiên giải thích ý nghĩa giống như phần trước. Sao danh hiệu diện kiên xuất hiện nhiều lần chính là vì vô lượng vô biên chư Phật có cùng danh hiệu. Biểu thị ý nghĩa này, đề xướng giới thiệu pháp môn thượng thượng cho đại chúng, khuyên khắp mọi người niệm Phật thành tựu trong một đời. Trong phần trước, đại diện kiên Phật biểu thị ý nghĩa gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Trong phần này, đại diệm kiên là đại pháp bậc nhất của Như Lai. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải khẳng định pháp môn này là đại pháp bậc nhất của Như Lai. Vì kinh Vô Lượng Thọ xác thực là cô động tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển, kinh Vô Lượng Thọ chỉ có một quyển, nhưng nghĩa lý và cảnh giới thì chẳng hai, chẳng khác kinh Hoa Nghiêm, hoàn toàn như nhau. Ta mới biết bộ kinh này đáng quý, hàm nhiếp viên mãn vô lượng vô biên pháp môn trong ấy. Niệm kinh Vô Lượng Thọ từ đầu tới cuối một lượt sẽ giống như niệm kinh Hoa Nghiêm một lượt. Vị Phật thứ sáu, sớ tạp sắc bảo Hoa Nghiêm thân giả, vạn hành nhân hoa trang nghiêm pháp thân cố. Sao vạn hành trang nghiêm giả, tuy chứng pháp thân nhược vô vạn hạnh, danh tốn pháp thân, Phật xưng nhất thiết chủng trí, cố tu tứ đẳng, lục độ, chủng chủng hành môn, vô bất bị tập, tích công lũy đức, trợ khiển pháp thân,
như vạn chủng bảo hoa trang nghiêm sắc thân giả, dĩ pháp thân bổn cụ hằng sa tánh đức cố. Diễn: dĩ pháp thân bổn cụ tánh đức giả, tuy vân vạn đức nghiêm thân, nhiên thử vạn đức thuộc tu, tu vô biệt tu, giai tùng tánh khởi tu. Dĩ hữu hằng sa tánh đức, phương hữu hằng sa tu đức, bất nhiên tu bất tùng tánh, nải hữu tác chi tu, vô can tánh thể, vân hà năng nghiêm pháp thân gia. Sở: tạp sắc bảo hoa nghiêm thân, tức vạn hạnh nhân hoa trang nghiêm pháp thân. Sao: vạn hạnh trang nghiêm. Tùy chứng pháp thân, nếu chẳng có vạn hạnh sẽ gọi là pháp thân suông. Phật được gọi là bậc nhất thiết chủng trí, vì thế cần phải có tứ đẳng, lục độ, các thứ hạnh môn, không pháp nào chẳng tu tập trọn đủ. Tích lũy công đức để giúp hiển lộ pháp thân, như muôn thứ hoa báo trang nghiêm sắc thân, do pháp thân vốn sẵn trọn đủ hằng sa tánh đức vậy. Diễn: do pháp thân vốn sẵn trọn đủ tánh đức. Tuy nói là vạn đức trang nghiêm cái thân, nhưng vạn đức ấy thuộc về tu, tu mà chẳng tu chi khác đều là khởi tu từ tánh. Do có hằng sa tánh đức nên mới có hằng sa tu đức. Nếu chẳng phải vậy, tu chẳng từ tánh bèn là tu hữu tác, chẳng dính dáng gì đến tánh thể, sao có thể nói là trang nghiêm pháp thân cho được. Thật ra đức hiệu của vị Phật này biểu thị Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh trong pháp môn căn bản. Cổ nhân thường nói thành Phật viên mãn trong một đời chỉ có mình Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật giảng hết thảy các kinh, đối với chuyện từ địa vị phàm phu thành Phật trong một đời, Kinh giảng giải lý luận, phương pháp và cảnh giới rành mạch viên mãn, quả thật là Kinh Hoa Nghiêm. Do vậy có thể nói Hoa Nghiêm là Phật pháp khái luận của toàn thể Phật pháp. Hết thảy các kinh đã được nói đều là một bộ phận đặc biệt của Kinh Hoa Nghiêm, nhằm giới thiệu chi tiết mà thôi. Tổng cương lãnh là Hoa Nghiêm, vị Phật này biểu thị ý nghĩa ấy. Trong Hoa Nghiêm, các nhân vật giữ vai trò khẩn yếu nhất là Văn Thù, Phổ Hiền và Thiện Tài Đồng Tử. Các ngài học gì, các ngài tu gì, đạt được kết quả gì? Nếu chúng ta có thể quan sát từ chỗ này, hiểu rõ ràng sẽ thật sự có thâu hoạch. Trong Kinh Hoa Nghiêm, trọng yếu nhất là ngài Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đối với chuyện xử sự đãi người tiếp Phật phải tuân thủ 10 nguyên tắc, thường gọi là thập ba la mật. Đó là đại hạnh trí huệ viên mãn. Trong cuộc sống hàng ngày, hành vi của chúng ta sung mãn trí huệ viên mãn. Thứ nhất là bố thí, có nghĩa là buông xuống. Thân, tâm, thế giới, hết thảy đều buông xuống. Tâm chúng ta thanh tịnh, trong tâm chẳng nhiễm mảy trần. Bố thí là bỏ, là buông xuống. Chẳng phải là bảo quý vị buông xuống những thứ khác. Buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống, vô dụng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước ưu lự vướng mắc trong tâm địa, phải buông những thứ ấy xuống, phải triệt để bố thí. Đã buông xuống những thứ bên trong thì đối với vật ở ngoài thân sẽ chẳng có trở ngại gì. Kinh Đại Thừa nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trở ngại ở chỗ nào? Nếu trong tâm có vướng mắc sẽ bị trở ngại, vấn đề bèn nghiêm trọng. Trong tâm chẳng có vướng mắc bèn gọi là bố thí. 2. Trì giới. Trì giới là vân giữ pháp, bất luận là pháp thế gian hay pháp xuất thế gian nhất định phải tuân thủ. 3. Nhẫn nhục là kiên nhẫn, phải nhẫn nại. Nếu có thể kiên nhẫn sẽ chẳng bị lay động bởi thuận cảnh hay nghịch cảnh. 4. Tinh tấn. Tấn là tiến bộ, chẳng thoái chuyển. Đối với tiến bộ, nhấn mạnh tinh, nghĩa là tinh thuần chẳng tạp. Tiến bộ như vậy là đúng. Tiến bộ của người thế gian trong hiện thời là tạp tấn, loạn tấn. Vì vậy họ chẳng thể thành tựu. Họ thực sự dụng công, thực sự nỗ lực, suốt ngày từ sáng đến tối chẳng nghỉ ngơi, tới cuối cùng chẳng có kết quả, điều gì cũng chẳng thể thành tựu. 5. Thiền định, chẳng lay động, bất thoái chuyển. 6. Bát nhã, tức trí huệ hiện tiền,
bản thân chúng ta xử thế, đãi người phải dùng lý trí, chớ nên xử sự theo cảm tình. Cảm tình là mê, lý trí là bát nhã. 7. Sau đó là phương tiện, nguyện, lực và trí. Đây là nguyên tắc chỉ đạo, đều là dạy chúng ta nên làm như thế nào trong cuộc sống nơi thế gian này. Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta những việc ấy. Đây là phương pháp tu học cơ sở. Phổ Hiền Bồ Tát mở rộng cơ sở ấy, mở rộng đến tận hư không khắp pháp giới, hoàn toàn tương ứng với tự tánh, viên thành Phật Đạo. Đối với 10 điều ấy, nếu chúng ta thật sự dùng cái tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi để tu, sẽ là 10 nguyện Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát nêu lên 10 khuôn mẫu, gọi là 10 đại nguyện phương. Điều thứ nhất là dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Chư Phật, tức trừ chính mình ra, bất cứ gì khác đều gọi là chư Phật. Không chỉ hết thảy hữu tình là chư Phật, mà vô tình cũng là chư Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy, tình và vô tình cùng viên thành chủng trí. Vì thế, chúng ta phải lễ kính hữu tình, mà đối với vô tình cũng phải lễ kính, quyết định chẳng có phân biệt. Chẳng thấy có sai biệt, phải vận dụng cái tâm bình đẳng. Lễ kính theo cách nào? Có phải là thấy người khác liền bò rạp xuống đất, dập đầu ba lạy? Nếu quý vị tu theo kiểu như vậy, Đức Phật trông thấy sẽ ứa lệ. Quý vị đã hiểu lầm ý nghĩa chân thật của Phật. Ý nghĩa của Phật đều bị quý vị hiểu sai be bét hết rồi. Về sự thì phải thuận theo thế tục. Phật pháp trong thế gian, chẳng hoại pháp thế gian. Đối với pháp thế gian phải tùy thuận thế tục. Phật pháp dùng tâm trí huệ, tâm thanh tịnh, sử dụng đại trí huệ, thanh tịnh chân thật để tùy thuận hết thảy sự vụ thế tục. Đó là Phổ Hiền hạnh. Mầu nhiệm chẳng thể nói được. Vì vậy đại thừa Phật pháp, nhất là nói đến pháp nhất thừa tối cao, chính là nhân sinh viên mãn, là hạnh phúc chân thật. Trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện đã nói rất rõ ràng về lễ kính. Chủ thể thực hiện sự lễ kính bèn ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, tức là tôi dùng thân ngữ ý thanh tịnh. Do vậy có thể biết tam nghiệp thanh tịnh chính là lễ kính. Tam nghiệp chẳng thanh tịnh, dù thấy người khác bèn dập đầu lễ bái, vẫn chẳng phải là Phổ Hiền hạnh. Tam nghiệp thanh tịnh, thấy người khác bèn gật đầu, đều là lễ kính chư Phật. Nói thật ra, như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, thanh tịnh bình đẳng giác, 10 nguyện Phổ Hiền đều là thanh tịnh bình đẳng giác, được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, vị Phật này biểu thị Kinh Hoa Nghiêm viên mãn trong một đời. Chúng ta phải lấy Văn Thù Phổ Hiền Thiện Tài Đồng Tử làm gương, làm tiêu chuẩn cho sự tu học trong cuộc sống, biểu thị ý nghĩa này. Do vậy, Phật pháp hết sức sống động, hết sức viên mãn. Đối với chuyện liễu sanh tử, thoát tam giới, vãng sanh bất thoái thành Phật, chính mình có tính tâm sung mãn, thì cuộc sống của quý vị sẽ vui sướng khôn sánh. Vị Phật thứ 7, Sớ Sa La Thụ Vương Giả. Sa La, thử vân kiên cố, diệt vân tối thắng, đức bất biến dịch, tam giới độc tôn, như thụ vương cố. Sớ Sa La Thụ Vương. Sa La, cõi này dịch là kiên cố, còn dịch là tối thắng, tức thù thắng nhất. Do đức chẳng biến đổi, tôn quý độc nhất trong tam giới, như vua của loài cây vậy. Trong phần trước, hiện giáo đã được nói xong, còn có một pháp môn rất đặc biệt. Vị Phật này tượng trưng cho mật. Sa La Thụ Vương mang ý nghĩa tỉ dụ sự kiên cố. Sao kiên cố giả, thử thụ tuế hàng bất điêu, phủ cân bất tổn, hữu kiên cố nghĩa, như Phật chứng pháp thân, hoặc bất năng giao, cảnh bất năng động cố, tối thắng giả, thử thụ cao đại, nhất thiết lâm mộc vô năng cập giả, như Phật siêu tam giới, chúng thánh trung tôn cố, cụ tư nhị đức, danh thụ vương giả. Sao kiên cố, loại cây này đến mùa lạnh chẳng rụng lá, búa rìu chẳng thể gây tổn hại được, nên có ý nghĩa kiên cố. Như Phật chứng pháp thân, phiền não chẳng thể lay, cảnh chẳng thể động. Tối thắng,
Cây này cao to, hết thảy cây cối chẳng thể sánh bằng. Như Phật vượt trội tam giới, là bậc tôn quý nhất trong các vị thánh. Do có đủ hai đức ấy, nên gọi là Thụ Vương. Tại Trung Hoa, cây tùng, cây bách mùa đông cũng chẳng rụng lá, hết sức kiên cố, mang ý nghĩa này. Mật thừa vô thượng, nói thật ra vẫn là một câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu chính là vô thượng chú. Cuối tâm kinh có nói là chú vô thượng, là chú không có gì sánh bằng. Chú ấy chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ ấy hoàn toàn phiên âm từ tiếng Phạn, chính là vô thượng mật chú. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật đã nói câu Phật hiệu là vô thượng thầm thâm thiền, cũng là vô thượng vô đẳng đẳng chú, tức chú không có gì sánh bằng. Kinh Hoa Nghiêm nói nhiều chính là một, một chính là nhiều. Một là câu danh hiệu này, nhiều là vô lượng vô biên pháp môn. Một câu Phật hiệu triển khai sẽ là vô lượng vô biên pháp môn. Vô lượng vô biên pháp môn quy nạp thành một câu Phật hiệu. Vì thế mới biết danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Vị Phật thứ 8. Sớ Bảo Hoa Đức Giả, Phật đức như bảo hoa cố. Sao Tiền Phân Nghiêm Thân, Nghiêm Hữu Nhân Nghĩa, Kim Đảng Ngôn Hoa, Dĩ Hoa Dù Đức. Phật chi vạn đức, quý trọng hoa mỹ như bảo hoa giả, nhất vân thường lạc ngã tịnh. Phật chi tướng đức, thường như bảo hoa, vô điêu lạc cố, lạc như bảo hoa, duyệt nhân ý cố, ngã như bảo hoa, vô đại ngoại cố, tịnh như bảo hoa, thể oánh khiết cố. Phú hữu vạn đức, quý trọng hoa mỹ, khả lệ tri hỷ. Diễn: Phật chi tướng đức, phiền phá phàm phu vô thường, kế thừa đẳng tứ đảo. Nhị thừa, thường kế vô thường đẳng tứ đảo. Phật duy tam đức bí tạng, bất vị tứ tướng sở thiên viết thường. Do như bảo hoa, bất dĩ xuân sanh, bất dĩ thu tụy. Cụ vô thượng bồ đề giác pháp lạc, vô thượng niết bàn tịch tỉnh lạc, viết lạc. Do như bảo hoa, trân kỳ túy mỹ, thích duyệt nhân tâm, cụ bác tự tại ngã, bất đãi ư ngoại viết ngã. Do như bảo hoa, bất giả dương hòa, bất tư phủ lộ, bất vi ngũ trụ sở nhiễm, nhị tử sở lụy viết tịnh. Do như bảo hoa, tinh kim mỹ ngọc, tịnh vô tiên trần cố. Dịch nghĩa: Sớ bảo hoa đức, nghĩa là Phật đức như hoa báu. Sao phần trước nói là nghiêm thân, nghiêm có ý nghĩa nhân ở trong ấy. Nay chỉ nói hoa, dùng hoa để tỉ dụ đức. Vạn đức của Phật quý trọng đẹp đẽ như hoa báu. Một nghĩa là thường lạc ngã tịnh, tức bốn đức của Phật. Thường là như hoa báu chẳng tàn rụng, lạc là như hoa báu khiến cho người ta vui sướng, ngã là như hoa báu chẳng vướng mắc bên ngoài, tịnh là như hoa báu thể chất sáng sạch, phong phú vạn đức. Có thể suy ra mà biết sự quý trọng đẹp đẽ ấy. Diễn: Bốn đức của Phật lật nhào phá vỡ bốn quan niệm điên đảo, vô thường mà chấp là thường, vân vân của phàm phu, và bốn quan niệm điên đảo, thường mà chấp là vô thường của nhị thừa. Chỉ có tam đức bí tạng của Phật là chẳng bị bốn tướng dời đổi, nên nói là thường. Giống như hoa báu, chẳng vì xuân mà sanh, chẳng vì thu mà rơi rụng, có đủ niềm vui nơi giác pháp vô thượng bồ đề. Niềm vui tịch tỉnh nơi vô thượng niết bàn tịch tỉnh, đó là lạc. Ví như hoa báu, quý báu lạ lùng, tinh túy đẹp đẽ, vui sướng lòng người, có đủ tám món tự tại ngã, chẳng phụ thuộc vào bên ngoài nên gọi là ngã. Ví như hoa báu, chẳng cần ánh mặt trời ấp ủ, chẳng nhờ mưa sương để tưới tắm, chẳng bị nhuốm bẩn bởi ngũ trụ, chẳng bị vướng mắc bởi hai thứ tử, tức phần đoạn và biến dịch, đó là tịnh. Ví như hoa báu, vàng ngọc đẹp đẽ, tinh tế, tinh sạch, chẳng có mảy trần. Vị Phật này biểu thị báo thân viên mãn. Ba vị Phật cuối cùng đều biểu thị sự viên mãn rốt ráo. Sớ kiến nhất thiết nghĩa giả, chư pháp chi nghĩa,
vô bất tri cố, sao nhất thiết giả. Thế xuất thế gian chư pháp vô lượng, tác nghĩa vô lượng, hữu tri cần nghĩa, bất tri viễn nghĩa giả, hữu tri thiên nghĩa, bất tri viên nghĩa giả, hữu tri tổng nghĩa, bất tri biệt nghĩa giả, hữu tri thật nghĩa, bất tri quyền nghĩa giả. Phật vô bất kiến như Tất Đạt Thái Tử, danh nhất thiết nghĩa thành, tức thử ý giả. Diễn: thế xuất thế gian chư pháp vô lượng, tác nghĩa vô lượng giả. Thế gian chi pháp, thị ấm, nhập, xứ, giới đẳng. Thế gian chi nghĩa, tích tắc tụ, thiệp nhập đẳng. Xuất thế chi pháp, thị đế, duyên, lục độ đẳng. Xuất thế chi nghĩa, tắc bức bách, chiêu cảm đẳng. Phàm phu tri cận, bất tri viễn, đẳng tri thế gian pháp. Bất tri xuất thế gian pháp cố, nhị thừa tri thiên, bất tri viên, yếm hữu. Trước không, bất tri không hữu vô ngại cố. Sơ tâm Bồ Tát, tri tổng, bất tri biệt, đảng ngộ niết bàn tâm. Bất tri sai biệt nghĩa cố. Tri thật, bất tri quyền, đảng tri chân như giới nội. Bất tri Phật sự môn đầu cố. Phật nải ngũ nhãn viên minh, tam trí viên hiển, vô bất kiến giả. Dịch nghĩa: sớ, kiến nhất thiết nghĩa. Nghĩa của chư pháp không gì chẳng biết. Sao nhất thiết? Các pháp thế gian và xuất thế gian vô lượng, cho nên nghĩa vô lượng. Có kẻ biết nghĩa gần, chẳng biết nghĩa xa. Có kẻ biết nghĩa thiên lệch, chẳng biết nghĩa viên mãn. Có kẻ biết nghĩa tổng quát, chẳng hiểu nghĩa riêng biệt. Có kẻ biết thật nghĩa, chẳng biết quyền nghĩa. Phật không gì chẳng thấy, như Thái tử Tất Đạt, tên là nhất thiết nghĩa thành, chính là vì ý này. Diễn: các pháp thế gian và xuất thế gian vô lượng, cho nên nghĩa vô lượng. Pháp thế gian là ấm, nhập, xứ, giới, vân vân. Nghĩa thế gian là như tích lũy, tu tập, xen nhập, vân vân. Pháp xuất thế là tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, vân vân. Nghĩa xuất thế là như bức bách, chiêu cảm, vân vân. Phàm phu biết gần mà chẳng biết xa, chỉ biết pháp thế gian, chẳng biết pháp xuất thế gian. Nhị thừa biết thiên, tức thiên chấp lệch về một bên, chẳng biết viên, chán có, chấp không. Chẳng biết không và hữu, vô ngại. Sơ tâm Bồ Tát biết tổng, chẳng biết biệt. Chỉ biết niết bàn tâm, chẳng biết nghĩa sai biệt. Biết thật, chẳng biết quyền. Chỉ biết trong phạm vi chân như, chẳng biết những chuyện thuộc về Phật sự. Phật là ngũ nhãn viên minh, tam trí hiển lộ trọn vẹn, không gì chẳng thấy. Ở đây biểu thị trăm ngàn ức hóa thân. Sớ, như tu di sơn giả, tu di vì chúng sơn di vương, Phật đức siêu tuyệt như tu di cố. Sao, tiền ngôn tu di tướng, cố chỉ tướng hảo, kim vô tướng tự, chuyên tự đức ngôn, hợp vạn đức nhi giao la, như tu di dĩ bảo thành xưng diệu, trung thiên hạ nhi độc lập, như tu di dĩ tối thượng xưng cao. Tu di vương ư chúng sơn, Như Lai vương ư tam giới, kỳ nghĩa nhất giả. Sớ, như tu di sơn, tu di là vua trong các quả núi, Phật đức siêu tuyệt như tu di. Sao, trong phần trước nói tu di tướng là nói về tướng hảo. Nay không có chữ tướng, là chuyên nói về đức. Hợp vạn đức kết thành, như núi tu di do các chất báo tạo thành, được gọi là diệu. Đứng sừng sững một mình giữa thiên hạ, như núi tu di tối thượng, nên gọi là cao. Tu di là vua của các núi, Như Lai là vua của tam giới, có cùng một nghĩa. Biểu thị pháp thân viên mãn thanh tịnh. Báo thân là tự thọ dụng thân, hóa thân là tha thọ dụng thân, dùng để hóa độ chúng sanh. Lý thể là thanh tịnh pháp thân. Học Phật đến chỗ này mới là thật sự đạt đến viên mãn rốt ráo, chứng đắc viên mãn ba thân, pháp, báo, ứng. Kinh văn trước sau tương ứng trọn vẹn. Phương Đông biểu thị thái độ học Phật cơ bản, A Súc Bệ Phật biểu thị bất động. Tính tâm thanh tịnh bèn sanh thật tướng. Tâm chẳng định, chẳng thể học điều gì. Tâm phải định, nếu tâm bất động
chẳng bị hết thảy lay động, quý vị sẽ có thể học. Ba vị Phật kế tiếp biểu thị những mục tiêu chúng ta mong cầu. Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật chính là ba thân. Trước hết là những gì trong tâm hướng tới. Tu Di Tướng là báo thân, Đại Tu Di là pháp thân, Tu Di Quang là ứng hóa thân. Đến cuối cùng, ở đây chúng ta đã viên mãn, đã đạt được. Trong phần trước là mong cầu đạt đến, phần sau là thật sự đạt được. Đức hiệu của sáu phương Phật đã hiển thị sự tu học trong Tịnh Tông từ sơ phát tâm mãi cho đến khi thành Phật trong tương lai. Toàn thể lịch trình tu học là như thế đó. Đoạn kinh văn này thật sự hết sức hay. Nếu mọi người hời hợt, hờ hững xem lướt qua, quá đáng tiếc. Hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.